rằng là quá trình chuẩn bị kiến thức của các bạn đã diễn ra trong 12 năm học vừa rồi rồi. Và đặc biệt là sự cố gắng nỗ lực rất là nhiều ở trong năm học lớp 12 vừa rồi. Thế nhưng các bạn ấy vẫn còn đang cực kỳ là băn khoăn, không biết làm thế nào để có thể gọi là chinh phục kỳ thi đại học sắp tới đây. Thì ngay bây giờ các bạn ơi, chị có một món quà muốn được giới thiệu với các em. Và chị tin rằng là món quà này sẽ mang tới cho các bạn rất rất là nhiều những điều thú vị đấy. Đợi chị một chút xíu để chị đi lấy món quà này nào, được không ạ? Các bạn ơi, đây xin giới thiệu. Đây là món quà mà ngày hôm nay chị muốn giới thiệu cho các bạn, chị muốn chia sẻ với các bạn. Và ngay bây giờ thì rất là vui khi mà chị sẽ được sử dụng con dao này để chị bóc món quà này ra xem để chúng mình có cái gì ở đây nhá. Chia sẻ với các bạn một chút xíu, trong quá trình mà chị bóc món quà này thì rất là nhiều bạn nhỏ cảm thấy cực kỳ là quen thuộc với chiếc hộp này. Bởi vì là thời gian vừa rồi thì đã có rất là nhiều bạn nhỏ sở hữu hộp quà này của chị rồi. Ở trong đây thì có những cái gì thì ngay bây giờ các em sẽ cùng với chị khám phá nhá, được không nào? Rồi các bạn ơi, đây xin giới thiệu với các bạn, cho phép chị được đặt nó ở phía dưới nhá, ở một lát thì chị sẽ cầm lên, được không nào? Đây xin giới thiệu với các bạn, đầu tiên tên đây ạ, bao gồm 2, 4, 6, 8 cuốn, được không nào? Chắc hẳn rằng là các bạn đã rất là quen thuộc với bộ tài liệu mà chị đang cầm trên tay rồi. Đối với những bạn nhỏ nào mà đang còn cực kỳ băn khoăn về bốn kiến thức nghị luận văn học của mình, không biết là mình nên học như thế nào, học từ đâu và phải tích lũy kiến thức ra sao, thì chắc chắn bộ sổ tay văn học của chị Hiên sẽ là một sự lựa chọn vô cùng tuyệt vời cho các bạn đấy. Chị không gọi là dẫn các bạn đến với cái gì nó quá phức tạp đâu. Chị luôn bắt đầu với các em bằng những điều thật là giản dị, thật là giản đơn, bởi vì chị nghĩ rằng là nó phù hợp với các em. Và quả thực là hiệu quả đã cho chị thấy là đã có rất là nhiều bạn sử dụng bộ sổ tay của chị và phản hồi rất là tốt về bộ sổ tay này. Chị hy vọng là với bộ sổ tay văn học bao gồm 8 cuốn của chị, ở trong 8 cuốn này thì chị có chia sẻ với các bạn về kiến thức của 14 tác phẩm trọng tâm theo hai dạng: dạng cạch ý để các bạn có thể định hình được, và thứ hai là chúng ta sẽ có một cái sự diễn giải bằng một cái bài viết hoàn chỉnh, bằng cái tài liệu hoàn chỉnh, để từ đó các bạn sẽ hình thành được sự diễn đạt cho mình ở trong việc học văn. Điều này rất quan trọng, đúng không nào? Bên cạnh đó chị còn chia sẻ một số các dạng đề ở trong này nữa thì các bạn cũng có thể tham khảo nhá. Và đừng quên là chị có một group hỗ trợ dành cho học sinh, gọi là sử dụng tài liệu của chị Hiên riêng để chúng ta có thể giúp đỡ trực tuyến cho nhau. Các bạn ơi, hãy nhớ rằng là khi mà các bạn đặt bộ sổ tay văn học này cực kỳ đẹp, siêu đẹp, đúng không? Và chị luôn luôn muốn tạo cảm hứng cho các bạn từ những điều giản đơn như thế, thì các em sẽ được tặng thêm một bộ mở bài siêu cấp dạng so sánh và liên hệ. Chị hiểu rằng là đây chính là cái thời điểm mà các bạn rất là băn khoăn trong việc làm bài của mình, thì chị tin là bộ mở bài siêu cấp này cũng là một trợ thủ đắc lực cho các em đấy. Chưa hết đâu ạ, đây chỉ là một phần ở trong hộp quà mà chị muốn giới thiệu với các bạn thôi. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục tìm hiểu nhá. Đây ạ, xin giới thiệu, đây chính là cuốn sách mà vừa rồi các bạn ấy săn lùng rất là nhiều. À, các bạn có thể nhìn thấy đúng không? Cuốn Săn 8 cộng văn thời 4.0. Nếu như bộ sổ tay văn học của chị vừa rồi cung cấp cho các bạn một cái nền tảng về kiến thức nền, thì chị luôn nói với các bạn một trong những vấn đề trọng tâm trong việc học văn với một đặc thù như môn văn học, thì phương pháp cũng là điều rất quan trọng. Thì đây, cuốn Săn 8 cộng văn của chị cung cấp cho các bạn, định hình cho các bạn rõ nhất về chúng ta cần ôn những mảng kiến thức nào để có thể thi được kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Thêm vào đó, chị cung cấp cho các bạn phương pháp để học văn, phương pháp để ôn luyện, phương pháp để làm bài. Và trong này còn có 12 đề then chốt, 12 đề theo bám sát theo cấu trúc của đề thi đại học năm nay nữa. Nên chị nghĩ rằng đây cũng sẽ là một cuốn tài liệu cực kỳ là hữu dụng cho các bạn ở trong giai đoạn này. Thân mến, xin chào các em, chị là My Hiên đây và lại được gặp lại các bạn nhỏ của chị rồi. Ngày hôm nay thì có rất là nhiều những cái niềm vui mới muốn được chia sẻ cùng với các bạn.
Không biết là các bạn có cảm thấy đã lâu lắm rồi thì Hà Nội mới có một ngày mát mẻ như thế này. Và có vẻ như là thời tiết mát mẻ cũng khiến cho mỗi chúng ta cảm thấy tâm hồn khoan khoái hơn đúng không nào? Các bạn thân mến, ngày hôm nay rất vui khi được quay trở lại cùng với các bạn ở trong phần phát trực tiếp này. Và chị đã cùng quay trở lại với các bạn ở trong phần phát trực tiếp ngày hôm nay. Chị rất là hy vọng là ngày hôm nay có thể được gặp lại các bạn, bởi vì đã lâu lắm rồi thì chị không có phát trực tiếp cùng với các bạn đúng không nào. Chị biết là trong giai đoạn này thì các bạn nhỏ của chị đang cực kỳ là băn khoăn về những vấn đề liên quan tới không biết là việc học văn ở trong giai đoạn này như thế nào. Thế nên ngày hôm nay chị rất muốn có thể phát trực tiếp cùng với các em ở trong buổi tối này và hy vọng có thể giúp đỡ được cho các bạn, để các bạn có thể từ đó có được những cái cách học văn tốt hơn ở trong giai đoạn nước rút này. Chỉ vì vậy mà nếu như các bạn cảm thấy video clip này hữu ích hay là muốn ủng hộ cho chị thì ngay lập tức hãy share phần clip này các em nhé, được không nào?